Xin chào mấy anh mấy chị và mấy cô mấy bác, một buổi sáng và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân, công việc luôn luôn và thành công. Thì sáng hôm nay thì Nguyễn Tuấn thì cũng chia sẻ cho mà mấy anh chị về câu chuyện về tỉnh thất bồng lai, với là cũng về chia sẻ và thông tin là vui đến cho mấy anh chị. Thì bây giờ là Nguyễn Tuấn nói, những ngày qua thì trên cộng đồng mạng và những trang mạng thì đã đưa những thông tin thì không đúng về sự thật và thiếu và cái khách quan về năm chú tiểu này, thì cũng rất là nhiều người đang mà xôn xao và dư luận. Có người nói thì năm chú tiểu này thì không được mà phát sóng trên đài truyền hình nữa và thi mà thách thức trên hài đó. Thì những ngày qua thì những trên trang mạng thì có người đưa lên rất là nhiều và thông tin thì nó không có đúng, thì không có đúng cho mình đó. Thì những thông tin đó là hoàn toàn là nó sai trái đó. Thì năm chú tiểu này thì cũng là được các chư thầy và cũng được các chư thầy ông chổng và cho ăn cho học và cũng dạy điều hay lẽ phải, dạy rất là ngoan, dạy cái nào đúng và cái nào sai và diễn cũng rất là hay. Thì năm chú tiểu này cũng được là minh quan đúng không, đúng không mà mấy anh chị, họ đã là một cô cha mẹ thì cũng được các chư thầy nuôi và nó từ nhỏ mà nó đến lớn đó. Thì những thông tin mà những ngày qua thì trên mạng thì đưa các thông tin thì rất là nó sai trái, nói là năm chú tiểu này không được thi và thách thức danh hài nữa đó. Thì Nguyễn Tấn thấy rằng những thông tin đó rằng mấy bạn đang làm như vậy là không có đúng cho mình lắm, mấy bạn làm kinh nhưng mà bạn phải làm cho đúng sự thật đó, phải nắm những thông tin nào cho đúng rồi cho chính xác rồi mấy bạn hãy nói được, nhưng mà mấy bạn đừng có nghe mà những thông tin nào đó mà nó không đúng sự thật rồi mấy bạn là quy chụp cho họ đó. Năm chú tiểu này thì còn nhỏ nhưng mà mấy bạn cũng có mà lòng vị tha vị thương, mấy bạn cũng có từ mà nó trái tim, mấy bạn mà bao dung cho họ, cho thương họ đó, mọi người cũng thương họ, sao mà mấy bạn mà không thương họ, tại sao mà mấy bạn mà đứng lên mấy bạn mà quy chụp chi đi làm gì, mà thấy điều đó mấy bạn là đi con đường là nó sai trái đó. Thì bây giờ Nguyễn Tuấn thì cũng nói cho mấy bạn nghe rằng mấy bạn đừng có mà đừng làm nên như vậy nữa, thì nó không có đúng cho mình đâu, bây giờ mình đi con đường đúng đi đó, đi con đường đúng đừng đi con đường sai, nhưng mà mấy bạn đừng đi theo mà quét xe đổ làm gì. Thì mình cũng mong mấy bạn rằng thì đăng những thông tin cho đúng sự thật đó. Thì vậy thôi, bây giờ mà Nguyễn Tuấn thì cũng chia sẻ và những thông tin vui cho mấy anh chị nghe luôn. Thì đêm vừa rồi thì năm chú tiểu này thi mà thách thức trên hài cũng đạt được là 150 triệu, từ mà anh mà nó Trấn Thành, anh Trấn Thành rồi anh Trường Giang đó, thì đạt được là 150 triệu. Thì năm chú tiểu này thì đang diễn xuất là danh hài là bao công dự án đó. Năm chú tiểu này diễn thì nó cũng rất là hay, cũng rất là ngoan ngoãn, nói chung là gì năm chú tiểu này Nguyễn Tấn coi điểm hôm thấy rất là vui, quá là xuất sắc, rất là nó tài năng luôn. Năm chú tiểu này rất là nó thông minh, nó rất là ngoan, nói chung bây giờ là không có từ gì mà nó tả hết, tại vì nói chung là gì là quá quá khôn rồi, quá là quá ngoan luôn, nó siêng năng nữa rồi rất là giỏi luôn, học những cái điều hay lẽ phải. Thì năm chú tiểu này đạt được là 150 triệu từ mà ban giám khảo đó. Thì những trong mà hội trường thì rất là nhiều người ủng hộ và vỗ tay cũng rất là đầy đó. Thì cho năm chú tiểu này nói chung đó, là rất là hay, tại vì năm chú tiểu này diễn cho mà chúng ta xem thì chúng ta phải học những điều hay đều phải đúng không, đúng không mà mấy chị đó. Năm chú tiểu này thấy là rất là ngoan, nhưng mà có những nhiều người mà trên mạng và xã hội thì họ nói là không cho thi nữa,
thì theo ông đứng gần hoàn toàn là nó sai trái, những thông tin là nó bị đặt là nó quy chụp thôi đó. Thì luôn luôn ủng hộ và năm chú tiểu và luôn luôn ủng hộ và những mà các chị thiện đã và đóng góp và dạy cho năm chú tiểu này. Nói chung là gì không có gì mà nói hết, nói chung là rất là hay luôn á. Thì mình cũng gửi đến cho những mà mấy bạn nào cũng đang mà đang làm kênh YouTube, thì mấy bạn phải nắm thông tin cho chính xác, cho đâu ra đó rõ ràng, đâu đâu là sự thật, đâu là sai. Nhưng mà mấy bạn đừng có mà ăn vua, nhưng mà mấy bạn đừng có mà ăn vua để theo những mà thông tin mà nó sai trái nào đó, thì thấy hoàn toàn là không có đúng đó. Tại sao mình có lòng quỷ tha, mình cũng có lòng thương, mình cũng có mà từ trái tim, tại sao mà Nguyễn Tấn mà như vậy đó. Năm đứa trẻ đó họ đã mồ côi cha mẹ, nhưng mà mấy bạn phải bao dung, phải mấy bạn phải thương họ mới rồi nó mới được chứ. Không lẽ bây giờ mấy bạn thấy mà họ mồ côi cha mẹ rồi mấy bạn bỏ ghê vậy à? Đúng không? Nhưng mà mấy bạn mà không nuôi được mà năm chút năm mà chú tiểu nữa, mấy bạn không được nuôi mà năm chú tiểu đó nữa, thì có người khác nuôi thì mấy bạn còn mừng cho họ nữa đó, đúng không? Cái này mình nói á, nói chung á họ bị ba mẹ bỏ rơi, mấy bạn thấy như thế nào, rất là nó đau lòng hay không, mình hỏi mấy bạn thôi. Nhưng mà họ được năm được mà các chư thầy trong chổng người ta nuôi, nó năm đứa tiểu đó ở trong chổng, người ta kêu những người người trong chổng là cũng là dựa bằng chổng là bằng cha bằng mẹ, là bên cạnh bên mình, là người thân bên mình rồi, đúng không? Nhưng mà mình thấy hoàn toàn là đúng, là sự thật đó. Bây giờ chứ mình cũng gửi mấy bạn rằng mấy bạn thì làm kinh thì cho nó vui vẻ, cho nó đúng sự thật, cho nó đúng mà minh bạch, cho đúng mà nó khách quan, đừng quỳ mà lợi ích và cái mà nó cá nhân nào quá, đừng có lợi ích mà đi mà con đường mình đang theo quét xe đổ rồi mấy bạn đang mà nó tuột dốc đi xuống, mấy bạn phải rằng nó đứng lên, đừng thể đi theo mà quét xe đổ ra nữa nhé, đúng không? Thì cái clip này buổi sáng này thì trưa nay thì Nguyễn Tấn đang làm thì cũng mà gửi cho mấy anh chị, người nào mà có thấy hay nếu mà đúng thì xem lại giùm em coi em nói đúng hay sai, thì nhắn cho em mà là nhắn xét và nhắn cho em mà lúc mà nói đăng ký cho em nhắn nhắn nút và đăng ký cho em và nhắn cho em là nhắn xét đó. Thì cũng chúc và những mấy bạn làm kênh YouTuber một buổi sáng tràn đầy và hạnh phúc và thành công trong công việc, và một năm mới và an khang và thịnh vượng, và chúc cho những mà bạn bè của Tấn và mấy anh mấy chị cũng của Tấn luôn thì một năm mới an khang và thịnh vượng và tràn đầy và hạnh phúc đó. Mấy bạn mấy chị, bữa nay em làm cái clip này tại vì nó hơi mờ vậy, tại vì em đang ở trong nhà đó. Mấy bạn mấy chị nghe.